Thầy Park và bầu Đức nhận xét bất ngờ về tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, người hâm mộ bật ngửa. Trong một diễn biến mới nhất, cả cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và doanh nhân nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức, thường được biết đến với cái tên bầu Đức, đã có những phát biểu bất ngờ về tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang-sik. Những nhận xét này không chỉ làm sáng tỏ quan điểm của họ về sự lựa chọn mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn thể hiện sự ủng hộ và kỳ vọng đối với người kế nhiệm. Park Hang-seo Người đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam đến những thành công vang dội trong những năm qua đã không tiếc lời khen ngợi khi nói về huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tôi biết Kim từ lâu và luôn ngưỡng mộ phong cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của anh ấy, thầy Park chia sẻ. Bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tôi tin tưởng rằng Kim sẽ tiếp tục con đường đó và đưa đội tuyển lên một tầm cao mới. Đồng thời, thầy Park cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ từ VFF và các yếu tố khác trong môi trường bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên bất kỳ ở đâu cũng cần có sự hỗ trợ để thành công. Tôi tin VFF và người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ Kim Sang-sik như họ đã từng ủng hộ tôi. Bầu Đức, một nhân vật quan trọng trong giới bóng đá Việt Nam và người từng hỗ trợ tài chính cho nhiều hoạt động của đội tuyển, cũng bày tỏ sự hài lòng với sự lựa chọn này. Việc mời Kim Sang-sik là một bước đi thông minh của VFF, Bầu Đức nhận xét. Tôi đã theo dõi sự nghiệp cầm quân của Kim và rất ấn tượng với những gì anh ấy đã làm được tại K League. Chúng ta cần những tư duy mới và chiến lược tốt để bóng đá Việt Nam không chỉ thành công ở khu vực mà còn vươn ra thế giới. Bầu Đức nhận xét, tôi rất mong chờ xem Kim Sang-sik sẽ làm gì. Bóng đá Việt Nam cần những ý tưởng mới và tôi tin rằng Kim có thể mang lại điều đó. Ông ấy có một lý lịch ấn tượng và tôi hy vọng điều đó sẽ được phản ánh trên sân cỏ, Bầu Đức nói. Ngoài ra, Bầu Đức cũng kỳ vọng rằng sự chuyên nghiệp và cách tiếp cận hiện đại trong huấn luyện của huấn luyện viên Kim sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tốt hơn chúng tôi cần những huấn luyện viên có thể không chỉ dẫn dắt các đội tuyển mà còn có thể đào tạo cầu thủ trẻ trở thành những ngôi sao trong tương lai tôi tin kim là người có thể làm được điều đó những lời khen ngợi và ủng hộ từ hai cá nhân có ảnh hưởng lớn như thầy park và bầu đức không chỉ làm tăng thêm uy tín cho huấn luyện viên kim mà còn khẳng định niềm tin vào quyết định của vff điều này càng làm tăng thêm sức nặng cho trách nhiệm mà huấn luyện viên kim phải đảm nhận đồng thời cũng là nguồn động viên to lớn cho ông trước những thử thách sắp tới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phản ứng tích cực với những nhận xét này. Một bầu không khí lạc quan đang bao trùm lên bóng đá nước nhà với hy vọng rằng sự nghiệp của huấn luyện viên Kim tại Việt Nam sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới đầy thành công và thăng hoa. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi xem liệu tân huấn luyện viên có thể tái hiện sự thành công giống người đồng hương Park Hang-seo hay không. Sự trùng hợp thú vị giữa thời Park và huấn luyện viên Kim Sang-sik sau khi chia tay câu lạc bộ Trơn Bức ở Kê vào tháng 5 năm 2023, huấn luyện viên Kim Sang sik sắp trở lại với công việc cầm quân khi đạt thỏa thuận hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF. Nếu mọi việc thuận lợi, chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Philippines trên sân nhà ngày mùng 6 tháng 6 và Iraq trên sân khách ngày 11 tháng 6 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Kim Sang sik sinh năm 1976, chơi ở vị trí trung vệ. Khi còn là cầu thủ, ông gắn bó lâu nhất với hai câu lạc bộ là Siêng Nam từ năm 1999 đến năm 2008 và John Buck từ năm 2009 đến năm 2013. Trong 9 năm thi đấu cho Sương Nam, Kim Sang Sích là đồng đội của Shin Tae Jong, huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia. Kim Sang Sích và Shin Tae Jong cùng nhau giành được 5 danh hiệu bao gồm hai chức vô địch K-League 1 2002-2003, Cúp FA Hàn Quốc năm 1999, League Cup năm 2002 và Siêu Cúp Hàn Quốc năm 2002 ở tuyển Hàn Quốc, Kim Sang Sik rất thân thiết với người đàn em Park Ji Sung. Sau khi giải nghệ, đội bóng đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, huấn luyện viên Kim Sang Sik dẫn dắt chính là Jeon Buk. Ngay mùa giải đầu tiên 2021, Kim giúp Jeon Buk vô địch K-League, giành quyền dự AFC Champions League 2022 và lọt vào bán kết giải đấu. Cũng trong năm 2022, Jeon Buk vô địch Cúp FA Hàn Quốc. Năm 2023, Kim chỉ dẫn dắt Jeon Buk 10 trận và không đạt được kết quả khả quan nên phải chia tay từ thời điểm đó tới nay, nhà cầm quân này không dẫn dắt đội bóng nào. Như vậy, tính cả khi thi đấu và làm công tác huấn luyện, Kim trải qua 378 trận ở K-League cùng 59 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Từng thi đấu ở vị trí hậu vệ nên huấn luyện viên Kim Sang xích luôn đề cao lối chơi phòng ngự giống như huấn luyện viên Park Hang Seo. Báo chí Hàn Quốc cho rằng quyết định đến Việt Nam của Kim có ảnh hưởng rất nhiều từ thành công của ông Park Hang Seo và Shin Tae-jong. Được biết, có 3 huấn luyện viên vào chung kết trong cuộc tuyển chọn thuyền trưởng của VFF đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thuận lợi là được người tiền nhiệm Park Hang-seo kết nối. Ngoài ra còn có sự hiểu biết nhất định về bóng đá cũng như con người Việt Nam sau 5 năm rất thành công của thầy Park. Có một sự trùng hợp giữa huấn luyện viên Kim và ông Park là cả hai chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào cho tới khi sang Việt Nam làm việc. Cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng được đánh giá cao về khả năng truyền lửa, được cầu thủ yêu mến, kính trọng, Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim có độ tuổi trẻ có thể theo kịp xu hướng của bóng đá hiện đại. Ngoài ra, huấn luyện viên này cũng chỉ mới nghỉ việc khoảng một năm trở lại đây. Trước đó, huấn luyện viên Chu Di không dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào trong 10 năm. Khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này cũng đã gần 70 tuổi. Huấn luyện viên Kim Sang xích sẽ được bổ nhiệm trong thời gian tới. Trước khi bắt tay vào công việc, ông sẽ cùng VFF thảo luận về chiến lược, triết lý huấn luyện, định hướng lối chơi và mục tiêu cho từng giải đấu trong 2 năm hợp đồng. Sau đó huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể sẽ đồng hành cùng các trợ lý đến các sân bóng tại Việt Nam để xem dò, đánh giá năng lực cầu thủ trước khi phát thảo bản danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Trận ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 trên sân Mỹ Đình trước đối thủ Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Sau đó ngày 12 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Iraq ở lượt đấu Hà như vậy, ông Kim Sang-sik sẽ có hai trận ngay trong tháng 6 để chứng minh năng lực. Ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ ba bảng F với 3 điểm sau 4 trận, kém đội nhì bảng Indonesia 4 điểm. Nếu đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng hai trận còn lại, trong khi Indonesia giành ít hơn 2 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng loại tiếp theo. Trong trường hợp vào vòng loại 3, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ bốc thăm chia bảng, rồi bắt đầu thi đấu tiếp 10 trận lần lượt vào các tháng 9, 10, 11. Năm 2024 và tháng 3, tháng 6 năm 2025. Xen giữa khoảng thời gian này là AFF Cup 2024 sẽ diễn ra từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Còn nếu bị loại khỏi vòng loại hai, đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ tới tháng 11 năm 2024 rồi mới thi đấu tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 với hai trận mở màn, sau đó tiếp tục tham dự AFF Cup 2024 do có nguy cơ cao dừng bước ở vòng loại World Cup 2026 nên mục tiêu trọng tâm mà ông Kim sang xích cùng VFF hướng tới nằm ở AFF Cup 2024. Theo tiết lộ của VFF, hợp đồng với huấn luyện viên Philip Chuzier trước đây có điều khoản đội tuyển Việt Nam phải giành huy chương tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên trong hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik rất có thể mục tiêu sẽ được nâng cao. Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ không cao với 10 thất bại trong 11 trận gần nhất, trong đó có 7 trận thua liên tục từ tháng 11 năm 2023 đến nay dẫn đến tụt 21 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Huấn luyện viên Chu Jie đã phải ra đi sau chuỗi thành tích bết bát. Nhiệm vụ đặt ra cho huấn luyện viên Kim Sang Sích là đưa đội tuyển Việt Nam trở lại quỹ đạo chiến thắng hay xa hơn có thể là trở lại top 100 FIFA, thành tích mà người đồng hương Park Hang-seo của ông Kim Sang Sích đã làm được trước đây. Sau thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo, Indonesia bỏ xa bóng đá Việt Nam dù từng ngước nhìn. Chỉ vỏn vẹn một năm, Indonesia đã bỏ xa bóng đá Việt Nam với thành tích khác biệt tại ba giải đấu châu lục. Đầu năm ngoái, tuyển Việt Nam thắng dễ Indonesia 2-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Cột mốc thời gian là tháng 9 năm 2023, nhưng mọi thứ đang đảo ngược giữa hai nền bóng đá theo chiều hướng khó tin khi huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam. Ở SEA Games 32, U23 Việt Nam thua Indonesia 2-3 tại bán kết. U23 Indonesia đã giành huy chương vàng sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết. Việt Nam phục hơn Indonesia bằng chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Việt Nam đã hạ Indonesia 6 năm trong loạt đá luân lưu. Từ sự vượt trội toàn diện từ mọi cấp độ như U19, U23 đến đội tuyển, bóng đá Việt Nam đã để cho Indonesia bắt kịp và tạo ra cách biệt lớn ở 3 giải đấu cấp châu lục. Đầu năm nay, tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023 và lần đầu bị loại với 3 trận toàn thua. Indonesia viết trang sử mới khi vượt qua vòng bảng Asian Cup. Hai cuộc đối đầu với Indonesia thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 trở thành ác mộng cho tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Chu Jie thua 0-1 trên sân khách và 0-3 tại sân Mỹ Đình. Việt Nam đánh mất lợi thế trong việc tranh vé đi tiếp khi kém 4 điểm so với Indonesia ở giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam khác bảng đấu nhưng không khó để thấy U23 Indonesia tiến bộ quá nhanh. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae Jong đánh bại lần lượt ba đối thủ mạnh gồm Úc, Jordan và Hàn Quốc. U23 Indonesia đã vào bán kết và tràn đầy cơ hội giành vé dự Olympic 2024. Ngược lại, U23 Việt Nam đã bị loại ở tứ kết với lối chơi tồn động nhiều vấn đề và thường xuyên mắc những lỗi dẫn đến thẻ đỏ, phạt đền. Nhìn một cách sòng phẳng, U23 Việt Nam chưa cho thấy được hình ảnh một đội bóng có đẳng cấp châu lục giống Indonesia, từ nền tảng thể lực đến lối chơi và bản lĩnh, U23 Indonesia được nhận xét là đội bóng đáng xem nhất của U23 châu Á 2024. Sự khác biệt lớn giúp bóng đá Indonesia nhanh chóng bỏ xa Việt Nam là cách làm bóng đá trẻ bài bản, có định hướng và mục tiêu lớn tỷ phú Eric Thohi trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI từ tháng 2 năm 2023 là một bước ngoặt quan trọng để thúc đẩy bóng đá xứ vạn đảo vươn lên một tầm cao mới. Bóng đá Indonesia vun đắp lứa trẻ với mục tiêu tranh tài ở U20 World Cup 2021 nhưng giải đấu bị hoãn. Họ tiếp tục đầu tư mạnh bóng đá trẻ với vai trò chủ nhà U20 World Cup 2023. Dù mất quyền đăng cai nhưng Indonesia hái quả ngọt với huy chương vàng SEA Games 32. Bóng đá Indonesia tiếp tục phát triển lứa U-17 để tranh tài ở U-17 World Cup 2023. Tỷ phú Eric Thohi đã sắm vai trò quan trọng để Indonesia được làm chủ nhà U-17 World Cup 2023. Chuyện đầu tư bài bản cho nhiều lứa cầu thủ trẻ tìm cách thi đấu tại sân chơi thế giới có ý nghĩa lớn để bóng đá Indonesia phát triển. Hơn hết, tỷ phú Eric Thohi còn tìm kiếm được nhiều tài năng có dòng máu Indonesia về khoác áo U-23 và tuyển Indonesia. Đây là sự bổ sung chất lượng để giải quyết khuyết điểm cho các lứa trẻ của Indonesia. U23 Indonesia bay cao ở U23 châu Á 2024 là minh chứng. Huấn luyện viên Shin có lứa cầu thủ tài năng cộng với 4 sao trẻ nhập tịch giúp cho Indonesia trở thành đối thủ đáng gờm cho mọi đội bóng. Indonesia có lối chơi bài bản, có những mắt xích quan trọng để tạo ra khác biệt cho hệ thống phòng ngự lẫn tấn công. Quả ngọt của bóng đá Indonesia rõ ràng không phải từ trên trời rơi xuống hay nhờ việc đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ mọi thứ nhờ cách làm của Liên đoàn bóng đá Indonesia có chiều sâu, có lộ trình phát triển các đội trẻ, có chiều rộng về sự sàng lọc và bổ sung các ngôi sao nhập tịch. Và không có gì ngạc nhiên khi Indonesia nhanh chóng bỏ xa bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Với bóng đá Việt Nam, sau lứa công phượng, quang hải thì lứa U23 dường như đi lệch hướng một cách đáng tiếc. Chúng ta có đến 5 huấn luyện viên, huấn luyện viên Park Hang Seo, huấn luyện viên Đinh Thế Nam, huấn luyện viên Gong Okyun, huấn luyện viên Chu Jie và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn đội U23 Việt Nam trong hai năm qua, cũng như không có một triết lý bóng đá rõ ràng để nâng tầm